Đây là hai cách đơn giản để nhận biết một chiếc iPhone đã qua đánh kính chị. Cách đầu tiên nè, em Cường sẽ cho anh chị xem. Cái con 12 Pro này là bên em Cường zin hay chưa qua đánh kính. Và máy bên em á thì cam kết với cô chú anh chị là zin nguyên bản, chưa qua xà ba mông má gì hết, không zin em Cường tặng máy. Ok chưa? Thứ hai là bảo hành cho anh chị là một đổi một lần. Rồi trong vòng 2 năm sẽ được em Cường thay pin là không giới hạn số lần luôn. Cứ pin dưới 80 là game em Cường thay miễn phí, pin dưới 80 game thay miễn phí. Rồi mặt kính màn hình mà nếu mà anh chị có lỡ rơi vỡ thì cũng được em Cường thay miễn phí luôn. Đó là không có tính tiền của chú anh chị. Cam kết cỡ đó mà chưa bán được hàng nữa chứ đừng nói chi bây giờ làm ăn tào lao anh chị ha. Đây em Cường sẽ nhỏ hai dòng nước vô hai cái màn hình. Còn bên đây đánh kính rồi. Để anh chị thấy không? Nhỏ vô anh chị thấy nó khác biệt rồi. Nó bị dính, anh chị thấy chưa? Cái vệt nước nó bị dính là nó không có cuộn tròn đều ha, nó chảy rất là dài. Đó, nó lan rất là đường dài. Còn bên đây nè anh chị. Rất ngọt. Ok chưa? Là cái lớp nano nó vẫn còn mà thì thành ra nó rất là nhuyễn ha. Cái vệt nước đi rất là gọn và nó tụ lại, nó không bị bể ra. Đây là cách đầu tiên. Cách thứ hai á là anh chị soi dưới đèn. Bóng đèn trần của em là tròn nhưng mà vô đây là thành méo luôn nè, vô mấy cái góc mà đã bị đánh rồi nó méo mó anh chị thấy không? Tại vì cái vết kính nó không có đều nữa, kính nó đã bị lỗm rồi anh chị. Thì nó sẽ tạo ra cái hình méo ha. Còn như bên đây á là tròn nè. Anh chị thấy chưa? Tròn xe luôn và rất là rõ. Đồ phản chiếu lại á là nét y như gương luôn anh chị. Nó chưa bị lồi lõm đó. Và đây là hai cách rất là dễ để mình nhận biết được một chiếc iPhone đã qua đánh kính hay chưa. Bên em đang về được lô iPhone 12 Pro rất là đẹp ha, zin nguyên bản luôn anh chị. Zin từ A đến Z luôn, pin là cao ha, pin là 90, 91, 92. Có cây thì pin 87, 88 cũng có. Nhưng mà mấy cái pin này thì được anh Cường thay miễn phí trong 2 năm lần mà. Thành ra cô chú anh chị không có lo về cái pin đâu. Quan trọng là cái máy nó phải ngon, nó phải zin, đảm bảo được cho mình sử dụng trơn tru mượt mà trong vòng vài năm nữa, nó không bị lỗi bạc. Chứ bây giờ anh chị nghĩ đi mua iPhone về một cái 5-3 tháng, 5-3 bữa chạy đi bảo hành, 5-3 tháng, 5-3 bữa chạy đi đổi, đi thay. Trời ơi, ai đâu thời gian công sức nào, đúng không? Rõ ràng, bởi vậy là mình làm cái gì cũng phải kỹ hết. Thời gian của mình quý thì thời gian của cô chú anh chị cũng như vậy thôi. Chưa nói đến là anh chị ở tỉnh xa xôi gửi cái máy về, gửi tới gửi lui. Trời ơi, trong cái quá trình đó xui rủi, mất mát ngọt kia rồi ai chịu trách nhiệm, đúng chưa? Bởi vậy em nói là làm gì làm cũng phải kỹ lưỡng từ đầu đó, để đem ra một cái máy là nó phải đạt được cái tiêu chí là 400% của em mới chịu nha.